có hai loại màn hình, một là màn hình chơi game, hai là màn hình làm việc. Và nói đến các màn hình đầu loại đầu tiên đó chính là chơi game hoặc là giải trí thì nó đều dùng chung một hệ màu, đó chính là hệ màu sRGB. Cái hệ màu này thì xuất hiện từ năm 1996 cơ, nó khá là lâu rồi và hiện tại tất cả những cái sản phẩm các bạn đang dùng để giải trí, bao gồm từ màn hình máy tính này, laptop này, điện thoại này, máy tính bảng đều dùng chung một chuẩn, đó chính là chuẩn sRGB. Và tất cả những cái nội dung để dùng để chiếu trên những điện thoại hay là đều dùng chung một chuẩn màu sRGB hết. Nên là những cái bài test khi mà các bạn gọi là dùng Spider các bạn đo chẳng hạn, thì những cái bài điểm chuẩn màu như của DCI P3 hay là của Adobe RGB đều là vô nghĩa, tại vì thực sự tất cả những cái nội dung mà họ làm để dùng cho điện thoại của các bạn đều dùng một chuẩn, đó chính là sRGB. Nhưng mà nó đến làm việc thì lại khác, tại vì làm việc ý, thì cái giải màu sRGB đã sinh ra từ năm 96 nên là nó khá là cổ rồi, nên là họ sinh ra những cái giải màu khác, đó chính là Adobe RGB hay là DCI P3. Và đây là những cái giải màu mà các bạn cần quan tâm nếu các bạn làm hai thứ. Thứ nhất đó chính là các bạn cần in khổ lớn và màu đẹp, tại vì giải màu Adobe RGB nó độ phủ màu rộng hơn là sRGB khoảng tầm 35%. Hoặc là các bạn dựng phim ở trên những cái máy chiếu dành cho rạp chiếu phim chẳng hạn, không là máy chiếu nhỏ nhé, chỉ là máy chiếu rạp chiếu phim mà thôi. Nên là các bạn sẽ không hề muốn một cái sản phẩm mà các bạn gọi là ngồi edit ảnh tốn thời gian hay là ngồi edit phim chỉnh màu nó cực kỳ đẹp, nhưng mà chiếu lên trên màn hình sRGB nhìn nó lại khác. Nên là khi các bạn làm việc, các bạn cần quan tâm đến đó chính là độ chuẩn màu của DCI P3 hoặc là Adobe RGB nếu mà thiết bị đầu ra các bạn hỗ trợ những chuẩn đấy. Nhưng để sở hữu những cái màn hình cân màu chuẩn 99%, 100% đến tiền trăm và tiền tỷ như là ASUS hay Sony thì không phải studio nào hay là những bạn freelancer nào cũng sẵn sàng là mua những con màn hình to như thế được. Nhưng có một thứ các bạn có thể mua được miễn phí, đó chính là hai con chúng mình giveaway tai nghe Zitly LH1. Ultimate nghĩa là tối thượng, cũng như Zitly LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất, âm thanh vòm 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game, pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. Acom đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này, tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Đó chính là lý do hôm nay mình đến với các bạn, đó chính là chiếc màn hình LG 27 EP950 nói riêng hoặc là cái giải sản phẩm EP950 của LG nói chung. Đây là những cái màn hình nó có độ phủ màu DCI P3 lên đến 99%, một con số cực kỳ cao. Và cái thứ hai nó là OLED. OLED tức là không có LED. Không có LED tức là mỗi điểm ảnh ở trên màn hình, thay vì được dùng cả cái giải bóng LED nó chiếu sáng, thì họ mỗi điểm ảnh được chiếu sáng riêng biệt nên chúng ta có một cái độ tương phản cực kỳ cao. Nhưng mà một cái điểm trừ đó chính là đây là màn hình OLED và màn hình làm việc, nên là chúng ta chỉ có tần số quét là 60Hz mà thôi. Và trên lý thuyết thì màn hình OLED cực kỳ đẹp, nhưng mà nó có đẹp, đủ đẹp để chơi game không thì bây giờ chúng ta hãy cùng thử. Mình phải thử game đã, sau đó chúng ta mới đến những cái phần liên quan đến làm việc. Do đây là màn hình HDR nên đầu tiên mình phải bật đó chính là HDR đã, thì phải bật mà. Và bây giờ hiện tại các game đều hỗ trợ là HDR, đa số những game đỉnh cao là hỗ trợ HDR hết rồi. Nhưng mà một điểm đó chính là tất cả các game hiện tại đều làm để phục vụ hệ màu, đó chính là sRGB. Nên là không có game nào hỗ trợ chúng ta DCI P3 hay là Adobe RGB cả, nên là chúng ta chỉ dùng giải màu sRGB trên màn hình này thôi. Và hiện tại thì thực ra là đến 100%, 99,99% những cái màn hình gaming trên thị trường ấy đều phủ được 100% phần sRGB. Nên là nếu mà chúng ta chuyển sang hệ màu khác thì nó cũng không khác biệt cho lắm đâu. Nhưng mà cái việc hỗ trợ HDR này thì cho mình những cảm giác là thực sự là khác biệt, tại vì nhá, các bạn có thấy là những cái phần tối và đen về màn hình OLED ấy, tối đen nó đen nó sâu thẳm, nhưng mà cái màu của nó ấy, nó thật nhưng ý theo mình thật nó là hơi thật quá chứ không phải là thật cái kiểu hơi nó bị thật, màu nó bị kiểu như tương phản, mà dù tương phản cao màu rất đẹp á, nhưng mà độ thật nó hơi thật quá. Và ý mình thật quá ở đây là sao thì bây giờ mình sẽ thử một màn hình 27 inch khác của LG nhưng mà là dòng gaming vào đây xem như thế nào. Như các bạn thấy đấy, và có thể màu đen nó sẽ không sâu được như ở trên chiếc màn hình LG 27 EP950 này đâu, tại vì nó dù gì cũng chỉ là tấm nền IPS mà. Nhưng một điểm đó chính là những cái tông màu khác ấy, nó được nâng tông lên và nhìn nó rực rỡ hơn và nịnh mắt hơn khá là nhiều. Nhưng bù lại thì cái việc không hỗ trợ HDR ở trên những cái màn hình gaming khác ấy cũng khiến việc cái độ tương phản nó sẽ không sắc nét và đẹp được như trên chiếc màn hình LG OLED này. Nhưng mà để chơi game thực sự để mà nói,
thì theo mình các bạn hãy chọn những chiếc màn hình gaming, ví dụ như là LG dòng 27GL chẳng hạn, như 27GL850 hoặc những màn hình như để mình để bên cạnh cái này. Thì các bạn sẽ có những, thứ nhất là nó được tối ưu hóa để xử lý những cái hệ màu sRGB, nên là những game đang gọi là đang làm cho sRGB thì màu sẽ nó sẽ gọi là xử lý được rất là tốt. Và thứ hai đó chính là họ sẽ nâng những cái tông màu lên, nhìn game nó sẽ rực hơn và nhìn nó sẽ nịnh mắt hơn. Tại vì dù gì chúng ta chơi game mà, chúng ta cần hình đẹp, chúng ta thực sự không cần đến nó quá chính xác đâu. Nhiều lúc chính xác thì nó hơi nhạt. Đây, bây giờ đầu tiên là, nhưng mà nếu mà bây giờ mình chuyển thử hệ màu sang cái màu đỉnh cao là Adobe RGB hay là DCI-P3 nhá, thì các bạn có thấy là nó có một chút khác biệt. Nhưng mà khác biệt này đến là do cái gọi là cái hệ màu nó khác, chứ không phải là do là hệ màu nó rộng hơn. Tại vì bản thân những cái game này họ chỉ làm cho sRGB thôi, nên là cái việc mà các bạn bật Adobe RGB hay là DCI-P3 nó cũng không hỗ trợ đâu, chỉ nhìn khác một tí thôi. Vậy LG sản xuất ra con màn hình này để làm gì? Khi mà các bạn chắc chắn là chơi game, mua màn hình gaming rồi. LG sản xuất con màn hình này để phục vụ cho hai đối tượng, đó chính là các bạn cần làm việc chuyên nghiệp, và thứ nhất là nếu các bạn cần in ấn trên khổ lớn và màu sắc rộng và dùng hệ màu Adobe RGB chứ không phải dùng sRGB truyền thống, thì các bạn dùng màn hình này rất là chuẩn màu. Và thứ hai đó chính là khi các bạn dựng phim, các bạn dựng phim sẽ dành cho máy chiếu rạp nhá, chứ không phải là máy chiếu nhà hay là trên YouTube đâu. Trên YouTube hay chiếu nhà vẫn dùng sRGB bình thường thôi, còn trên máy chiếu rạp các bạn mới dùng DCI-P3. Nhưng tất nhiên ở những dự án phim tiền tỷ hay là những cái hàng trăm triệu đô chẳng hạn, chắc chắn là không ai dùng những con màn hình 25 triệu đi cân màu cả. Họ thu tiền trăm triệu với đô về mà họ có thể dùng được con màn hình này cân màu được. Nhưng mà có một cái đó chính là sự hiệu quả trong đầu tư, và đặc biệt là Disney cũng đang làm như thế. Và Disney họ dùng là không phải tất cả studio đều dùng những con màn cân màu tiền trăm tiền tỷ đâu, tại vì không ai rảnh đi đầu tư như thế cả. Mà đa số nhân viên của họ sẽ dùng những con màn LG 27 hoặc là 32 EP950 để cân màu ở phần đầu, và chỉ có vài con màn hình cao cấp hẳn để gọi là cân màu ở bước cuối cùng, những cái chi tiết nhỏ nhặt nhất thì những con màn hình đấy sẽ cân lại. Và đấy là một cái đầu tư rất là đúng đắn và mình thấy khá là hiệu quả. Tại vì nhá, khi một văn phòng vài trăm người cùng dựng chẳng hạn thì không thể cả là ai cũng cầm những con màn hình tiền vài trăm tỷ được, rất là đắt đúng không? Nên là sẽ có những nhân viên cấp thấp sẽ dùng những con màn hình như này thôi. Họ sẽ dùng, họ sẽ cân màu ở bước bình thường, và chỉ có vài nhân viên cấp cao họ dùng những con màn cao cấp tiền trăm triệu đến tiền tỷ để họ có thể cân màu những cái bước cuối cùng để cho ra một cái sản phẩm hoàn hảo nhất. Và đây cũng là một cái phương án mình nghĩ đầu tư rất chuẩn để dành cho những bạn từ outsourcing hoặc là cái freelancer để dùng như này, rất là hợp lý. Tại vì không phải ai cũng sẵn sàng để gọi là mua một con ô tô để lên trên bàn vài trăm triệu được. Nãy giờ mình nói hơi nhiều về cái màu sắc mà mình quên mất một bài review, đó chính là thông số kỹ thuật của con màn hình này. Thì hiện tại LG với mức giá khoảng tầm 24 triệu chúng ta có một con màn hình 27 inch 4K và tấm pano là OLED 10 bit màu. 10 bit tức là các bạn bắt buộc phải sử dụng card màn hình từ 1660 trở lên, và các bạn phải sử dụng driver, đó chính là driver của NVIDIA Studio, các bạn mới có thể xuất được đủ 10 bit màu cho con màn hình này. Còn không, các bạn chỉ xuất được 8 bit với driver gaming bình thường thôi. Các cổng kết nối của chúng ta khá là đa dạng, bao gồm hai HDMI này, một DisplayPort, một cổng USB Type-C, và các cổng USB này cũng có thể cho các bạn sạc laptop để các bạn cắm thẳng vào đây được. Và ngoài ra còn một cổng audio để cắm tai nghe vào nữa. Nên chúng ta sẽ không hề có loa trên màn hình này nhé, tại vì đây là một chiếc màn hình rất là mỏng, mỏng đến mức đáng sợ, nên việc trang bị loa vào có vẻ hơi khá bất hợp lý và nó khiến màn hình dày lên. Cái việc mỏng này đi kèm một cái đó chính là nó rất là nhẹ, nó chỉ có hơn 3 cân thôi. Nên là mình thật sự, nếu anh em nào đã bỏ ra hơn 20 triệu cho mua con màn hình này, em nên mua một cái arm. Và với mức trọng lượng 3 cân, em hoàn toàn mua những arm giá rẻ như Berlin 5-600 cân thoải mái. Nhưng để phù hợp với sự sang chảnh của nó thì mình khuyên anh em nên mua những con arm màn hình như của HyperWorks A1C. Con arm mà nhìn nó cực kỳ phù hợp với cái thiết kế của chiếc LG 27 EP950 này. Nhưng mà chiếc LG 27 EP950 này cũng có một điểm yếu giống hệt những chiếc màn hình OLED khác, đó chính là bị burn in. Và đặc biệt với những bạn sử dụng bộ phần mềm chuyên nghiệp như của Adobe chẳng hạn, hay là những cái phần mềm khác, thì những thanh text bar sẽ luôn luôn nằm ở đó và rất dễ khiến màn hình burn in. Và LG đã có một cái giải pháp, đó chính là screen shift, tức là ở mỗi cạnh màn hình chúng ta sẽ có 50 pixel, hay 50 điểm ảnh thừa ra, và cái khung hình bên trong sẽ dịch chuyển, thỉnh thoảng dịch chuyển ra một chút để cho điểm ảnh nó không bao giờ bị hiển thị quá một màu trong vòng quá lâu. Và theo như mà kỹ thuật của bên LG họ bảo ấy, thì nói chung là sẽ không phải lo vấn đề burn in của màn hình này đâu, trừ khi các bạn gọi là ném flashbang trong CSGO liên tục ấy. Nhưng mà thực ra chả ai dùng chơi CSGO trên màn hình 60Hz này cả. Và một điểm yếu nữa đó trên chiếc màn hình LG 27 EP950 này, đó chính là độ sáng chỉ khoảng tầm 250 nits mà thôi. Nếu mà so sánh với các sản phẩm cùng giá ấy, thì cùng tầm này những màn hình gaming độ sáng là 350-400 nits cơ, khá là sáng. Nhưng mà điểm yếu đó chính là lý do tấm nền họ dùng là OLED, và OLED thì họ không dùng những cái giải LED đằng sau để thắp sáng toàn màn hình lên, mà là từng điểm ảnh sẽ từng được bật và tắt riêng biệt, nên độ sáng tối đa của từng điểm ảnh nó sẽ thấp hơn so với màn hình LED thông thường.
Nhưng mà dòng sản phẩm LG EP950 này đạt một chuẩn, đó chính là HDR400 True Black. Đây là một chuẩn còn cao hơn HDR400 hiện tại, và nó nếu mà cao hơn HDR400 True Black chỉ có 500 và 600 True Black mà thôi. Nhưng mà hiện tại không một chiếc màn hình máy tính nào đạt được chuẩn HDR500 và 600 True Black cả. Nên là cái chuẩn HDR400 True Black này là chuẩn hiện tại cao nhất đạt được trên màn hình máy tính, và chiếc LG 27 EP950 này có nó. Nhưng một điểm yếu mình vẫn nói đó chính là độ sáng kém. Và để các bạn tận hưởng hết tất cả những HDR ở trên màn hình này thì các bạn sẽ buộc phải điều chỉnh ánh sáng của không gian phòng một cách phù hợp, không sáng quá. Tại vì tấm nền con này nó chống chói khá là kém, nên là các bạn hãy điều chỉnh ánh sáng trong nhà mức dịu nhẹ để các bạn tận hưởng hết tất cả chế độ HDR trên chiếc màn hình này. Để tổng kết thì LG 27 EP950 nói riêng và dòng sản phẩm EP950 nói chung của LG không phải là một màn hình chơi game. Mặc dù nó sở hữu tấm nền OLED cực kỳ đẹp và cực kỳ chính xác màu, nhưng mà cái sự đẹp của nó không phải đẹp ở mức định mắt cho các bạn trải nghiệm cái khung cảnh trong game, mà đẹp của nó đó chính là về cái sự tương phản, nó cực kỳ rõ nét và nó đúng là chuẩn màu nhá. Nên là nếu mà các bạn chơi game ấy thì mình khuyên các bạn là không nên mua con 27 EP950 này đâu, mà các bạn hãy hướng tới những màn hình gaming khác của LG chẳng hạn, đó chính là ví dụ dòng GL thì mà có những cái chất lượng hình ảnh rất là tốt và nó phù hợp màu để các bạn chơi game hơn. Và cái màn hình 27 EP950 này dành cho ai? Thì dành cho đối tượng đó chính là làm việc, và đặc biệt là các bạn freelancer hay là những studio tầm vừa và nhỏ, nơi mà các bạn thứ nhất là các bạn cần in ấn chuẩn màu, và trên những cái ảnh mà nó có độ màu nó tươi sáng rực rỡ ấy, thì cái chuẩn màu Adobe RGB được hỗ trợ đến 99% giải màu ở trên chiếc màn hình này, sẽ cho các bạn một cái chuẩn là nhìn như nào in ra như thế. Hoặc là các bạn làm những freelancer về dựng phim chẳng hạn, mà phim của các bạn là chiếu trên máy chiếu rạp nhá, chứ không phải là phim chiếu YouTube đâu, thì các bạn hãy dùng màn hình này thì nó có độ hiển thị khá là đủ và chuẩn. Nói chung đây là một sự đầu tư hợp lý nếu mà các bạn dùng nó đúng mục đích. Và bây giờ nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hicom nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em.